Cô Phước và chị Bình xin chào đến cô chú anh chị khán giả trên kênh. Hiện tại là có một cái hoàn cảnh cần phải gặp trực tiếp và rất là gấp với mọi người. Thì sẽ nhờ chị Bình chia sẻ cho em với lại mọi người kỹ cái thông tin hơn, rồi chị em mình sẽ đi vào trong bệnh viện ung bướu liền hay chị? Dạ có một cái trường hợp đó là một bệnh nhân khoa người lớn bị ung thư. Nói chung thì em chưa có tìm hiểu là bị ung thư gì, nhưng mà theo báo cáo của một cái cô hộ lý ở trong bệnh viện á, thì nói là bệnh nhân đã mất, nhưng mà gia đình thì tới ở ngoài Thái Nguyên lận, mà vợ chồng thì làm công nhân ở Sài Gòn này, rồi người đó mất thì không có khả năng, không có tiền để mà đưa xác về quê, rồi cho nên là cần phải xử lý là thiêu tại lò thiêu ở Bình Dương, nhưng mà gia đình hiện tại thì không có khả năng luôn. Nếu mà tình hình mà gia đình không có khả năng mà để đưa xác ra bên ngoài đó, thì cái xác đó sẽ bị mang vào nhà xác, cho nên là cô hộ lý đó nói là điện thoại cho em, nói là có cách nào mà để giúp cho bệnh nhân á có được một ít tiền để mà hỏa táng á xin. Dạ, em hỏi thêm về cái vấn đề mà những cái chuyến xe không đồng để mà họ đưa xác người thân họ về quê, là người nhà đã liên hệ chưa chị Bình? Chị có hỏi cái việc đó chưa? Nói chung là những cái chuyến xe không đồng của khoa người lớn á thì chị không có rành. Còn như khoa nhi á thì có những cái chuyến xe không đồng. Nhưng mà trước mắt là cần một ít tiền để mà làm những cái thủ tục ở trong bệnh viện để mà đưa đi hỏa táng ở Bình Dương. Dạ. Đúng rồi. Thôi bây giờ chị em mình đi vô trong bệnh viện để mà gặp người nhà ha. Dạ. Em vừa mới xuống bệnh viện ung bướu thì nghe mấy chị này nói về trường hợp của này là bố chị đúng không? Dạ. Bố ruột hay là bố chồng? Dạ bố ruột ạ. Bố ruột. Dạ. Đó thì bây giờ tình trạng của chú là không thể nào đem về Thái Nguyên kịp hay sao, hay là không có điều kiện hả chị? Tại vì là em ở đó xa quá, mà thứ nhất là ở đó không có còn ai á, tại bố em có hai đứa con em thôi. Mà em có hỏi xin nhờ hỗ trợ xe thì xe về đó thì rất là xa, nên không có thể hỗ trợ được. Mà nếu mà như vậy, nếu mà về đó thì lại phải lo tiếp mọi chuyện ngoài đó, thì nó cũng rất là phức tạp hết anh. Tại vì mình cũng phải lo tăng lễ các thứ ngoài đấy á, thì nó cũng không, em không thể nào đi được, tại vì là em cũng có con nhỏ nữa, nên là em đành về nhà. Nói chung bây giờ là chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ từ cộng đồng để mà có cái khoản tiền để mà đưa cho ba đi qua bên Bình Dương. Tức là cái em có tìm hiểu mấy chỗ mà lo tang lễ thì ở trên này thì khá là mắc, nó là mấy chục triệu lận. Mà nếu mà không làm gì cho bố em thì em thấy tội nghiệp quá, tại vì là giờ chết thì cũng đã không có chỗ chết rồi, mà không làm gì thì cũng tội á. Mà em chỉ muốn tìm chỗ nào đó mà nó ít tiền chút. Từ nãy em cũng quên hỏi chị tên gì chị? Em tên là Tiền ạ, Dương Thị Tiền. Tiền, chị Tiền. Dạ. Yeah. Anh em của mình có trong Sài Gòn không chị Tiền? Có, bố em có hai người em nữa. Hình như qua cái lời nói của chị là như là mình là cùng cha khác mẹ hay sao? Hay là chung anh em hết? Hai chị em là đều là con cùng mẹ, cùng cha với bố. Dạ. Thì có hai cô em nữa, nhưng mà hai cô thì cũng khó khăn nên cũng không thể giúp được. Nghe chị Bình nói là đã liên hệ với lại ở bên dịch vụ ở bên Bình Dương rồi hả? Em mới hỏi là xem là chi phí là như thế nào. Thì anh có nói là tổng cộng là hết 29 triệu. Mà anh, nếu mà ok thì anh sẽ xin tay cho, xin mọi người giúp em là được khoảng là, anh nói là hiện tại thì em cần phải lo thêm 14 triệu nữa thì là sẽ ok là đủ. Hiện tại là bây giờ trong túi tiền là chị là có bao nhiêu rồi? Em chưa có, tại vì chắc là tầm em chưa có liệt kê được, tại vì là
Em có một ít vàng của mẹ em cho, vàng tây em để dành nên em cũng chưa có bán được, thì em cũng không biết được nổi 10 triệu không nữa. Thì em vẫn để dành để em lo cho bố. Vâng, tại vì bữa giờ em lo chạy chữa cho bố em thì cũng nên là thành ra em cũng bị cạn kiệt luôn. Tình trạng của chú bây giờ mọi người thấy à? À, quá yếu luôn rồi. Có kêu mấy chị hay là gọi điện gì để cho gặp ba lần cuối không? Từ nãy có gọi điện qua điện thoại hay không? Hay là họ có tới đây không? Dạ, ai ạ? Chị em của chị đó. À, có em đây thôi, với em thôi. Em đó hả? Dạ. À. Có hai chị em thôi. À. Dạ. Thì em nói chung ở trong này, còn em thì chạy ra chạy vào với lo công việc ở ngoài nữa. Còn các cô em thì tối mới vào được, tại vì ban ngày phải đi làm nữa. Dạ. À, em tưởng là thôi bây giờ để như thế này ha. Dạ. Để em thay mặt cho Mạnh Thường Quân ở trên kênh của em trích ra khoản tiền để mà em tặng cho gia đình. Dạ. Có chi phí để mà đưa chú đi ra Bình Dương nha. Dạ. À. À, đây là hai anh em nè, hai anh em của Tiền. Bạn này em nè, bạn này hồi nãy là nói là cũng bị viêm gan C. Đang điều trị tại Phạm Ngọc Thạch hả? Bệnh viện Nhiệt Đới ạ. Bệnh viện Nhiệt Đới luôn hả? Dạ, uống thuốc 3 tháng nay rồi. Rồi em bị bao lâu rồi? Mới phát hiện. À, trời, bao nhiêu tuổi vậy em trai của em? Dạ, 27. 27, 28 vậy đó hả? Còn em là 30 hả Tiền? Dạ. Bác sĩ có tư vấn là chú thì gia đình đưa về, nhưng mà Tiền với lại em trai thì nói là thì thôi để bà ở đây. Bà ở đây đến khi nào mà cảm thấy là cần đưa đi thì đưa đi mọi người. Nhưng mà tình trạng của chú thì các mình thấy tầm khoảng không ổn rồi. Hiện tại chú đang khoa chăm sóc giảm nhẹ. Chỉ có oxy vậy thôi hả Tiền, chứ đâu có truyền dịch gì hả? Có cái ống dịch truyền sữa vô bao tử ạ. Tại vì giờ không có phản xạ ăn uống gì hết đó. Xin lỗi nha, tại hồi nãy anh nghe không kịp á. Dạ. Là anh tưởng là gia đình sẽ sẽ rút ống á. Dạ. Nhưng mà Tiền nói thì cứ để cho ba nằm ở đó. Người nhà thì biết hết rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Cũng mọi người chuẩn bị tinh thần rồi á. Hồi nãy em nói cái gì mà trả lại là sao? Em nói là em chỉ mong mọi người giúp em để lo cho bố em xong xuôi thôi. Nhưng mà em vẫn cố gắng là em tức là làm sao mà hết ít tiền nhất đó, mà em giả sử mà nhỡ mà mọi người có giúp dư em chẳng hạn thì em sẽ xin gửi lại, chứ em không có lấy gì á. Dạ. Biết ai đâu rồi. Em hỏi kênh của anh á. Chú phát hiện bệnh là bao lâu rồi em? Dạ lúc mà tầm khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3 dương á chị. Là lúc đó bố em đang ngoài quê. Là đang ở ngoài Thái Nguyên? Ngoài Thái Nguyên. À. Cái xong bố em bị đau họng quá, xong rồi nằm một chỗ luôn. Thế cô có một cô ruột em ngoài đó, thì cô đưa đi khám thì bác sĩ khám nói như vậy. Thế là tụi em trong này thì tụi em mua vé máy bay các thứ đón bố em vô đi gấp. Tại vì lúc trước là bố em cũng ở trong này, nhưng mà sau đó là bố em nói là buồn, không ở trong này bố em chán á, thì cho bố em ra ngoài quê bố em ở. Thì bố em về ngoài đó, bố em ở một mình, xong em gửi tiền về cho bố em ở ngoài đó. Thế xong đến lúc bố em bệnh thì tụi em cũng đón bố em ở đấy. Xong rồi đi khám chữa.
thì cũng chưa, lúc đó chưa có bảo hiểm y tế nên là cũng khá là nhiều tiền. Với lại ai chỉ thuốc nam gì đó, thuốc gì em cũng ráng em mua cho bố ấy. Nhưng mà nó nhanh quá chị, có 2 tháng rồi. Vậy là nói chung giống như là thời điểm khi mà bố em chưa bệnh thì gia đình em cũng không đến nỗi kiệt quệ. Dạ đúng, đúng rồi. Không? Dạ. Rồi khi bố em bệnh do bố em không có bảo hiểm y tế. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Rồi lo dần giết rồi gia đình kiệt quệ về tài chính luôn ha. Dạ, tại vì em có 2 em bé nhỏ, em chưa có đi làm, một mình chồng em làm luôn. Em chưa kịp đi làm lại nữa. Nên là thành ra là nó khá là nặng. Thôi thì sau lần này gia đình cũng cố gắng rút kinh nghiệm ha. Mình phải mua một cái bảo hiểm cho từng cá nhân. Để mình nói giả sử không may có vấn đề gì thì có bảo hiểm nó cũng đỡ cưng. Em có mua bảo hiểm y tế cho bố em ngoài quê á. Mà lúc tại vì đón gấp ở trong này, xong rồi ở ngoài quê mà đi xin chuyển tuyến nó khó chị, nó không làm được. Xong rồi em cũng mua lại, vào đây em mua lại trong này nhưng mà không có xài kịp á. Đúng rồi, hình như là mua bảo hiểm sau 1 tháng mình mới có sử dụng được á em. Đúng rồi. Chú này ở đâu mà không có người nhà về chăm sóc? Nãy chị vừa đi ra ngoài. Ở trong cái phòng bệnh này là bệnh nhân khoa chăm sóc giảm nhẹ hết á bà con. Đây là mấy cô chú đang trong giai đoạn khá là nặng. Chú lấy gì chú? Rất là thương. Chú ơi, chú cũng bệnh giống bố em nữa. Hình như nó to hơn. Hình như là chú đang nhảm. Dạ đúng rồi. Không có chắc vậy á. Chú không có tự chủ được. Dạ. Nãy anh quên hỏi tên em là tên gì? Em tên Dương Phương Ri. Rồi bây giờ tiền với Ri, rồi bây giờ anh nói như thế này ha. Anh xin phép là anh thay mặt cho Mạnh Thường Quân trên kênh của anh gửi cho gia đình mình cái khoản tiền mà nãy em cũng có nói đó, là thiếu 14 triệu để mà gửi qua bên mai táng ở bên Bình Dương, là cho nó đủ luôn, là để cho gia đình đỡ lo lắng ha. Còn cái phần của chú Tuấn là bây giờ thì thôi, cái duyên tới đâu hay tới đó thì hai anh em gắn ở đây để mà trông ba nha. Rồi. Đây là cái khoản tiền mà Mạnh Thường Quân gửi cho anh trước, thì họ dặn là gặp những cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là những cái lúc mà nguy cấp như vậy nè thì trích ra để mà giúp đỡ cho bà con. Anh xin phép anh đọc nha. Ở đây đó là gia đình của Phạm Trọng Liêm ở Mỹ là 4 triệu. Thứ hai là anh Bùi Đình Nai ở Seattle ở Mỹ là 1 triệu. Thứ ba là anh Sơn Trần ở Mỹ là 1 triệu. Thứ tư là cô Thảo ở Mỹ là 1 triệu. Thứ năm là anh Phạm Hồng Thái ở Úc là 1 triệu. Thứ sáu là một chị ở thành phố Hồ Chí Minh là 1 triệu. Thứ bảy là cô Huệ Tịnh ở Đồng Tháp là 1 triệu. Thứ tám là cô Liên Quỳnh ở quận 5 là 1 triệu. Thứ chín là anh Phan Kỳ Trung ở thành phố Hồ Chí Minh là 2 triệu. Và cuối cùng là nhóm các chị gái ở Gia Lai là 1 triệu. Sao vậy? Chú bị gì? Rồi anh đọc hết cái danh sách rồi nha. Là 10 Mạnh Thường Quân tổng cộng là 14 triệu. 14 triệu để mà đủ để mà gửi tiền cho người ta. Nhiều khi đây chị Bình, chị đếm lại giùm em xong rồi cái chị gửi cho tiền giùm em. Chị trao trực tiếp. Dạ. Em trai cầm tiền giùm chị nha. 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. 7 triệu. 8 triệu. 9 triệu. 10 triệu. 11 triệu. 12 triệu. 13 triệu. 14 triệu. Rồi, em ơi, mới là cảm ơn mọi người. Dạ, đây em xin cảm ơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ. Dạ. Thôi, cố gắng lên. Dạ. Thực sự em cũng không biết nói sao bây giờ nữa. Tại vì
bữa giờ lo lắng nhiều quá, lúc nào trong đầu cũng trong trạng thái trống rỗng hết. Yeah. Hai chị em mà gắng cố gắng đùm bọc với nhau để lo cho ba đến phút cuối cùng ha. Yeah. Giữ vững tinh thần, giảm bớt đau thương, đó là cái số cái gì của chú ha. Yeah. Rồi hai chị em cố lên. Em cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn anh. Thôi chú Tuấn ơi, con về nghe chú Tuấn. Biết á. Em cũng chú lúc biết. Lúc biết lúc không á chị, nên mình cũng không biết khi nào bố anh biết nữa. Thỉnh thoảng có lúc thấy cũng tỉnh tỉnh được một xíu. Trước khi kết thúc về cái trường hợp của chú Tuấn thì cô Phú xin phép được cảm ơn tới quý mạnh thường quân đã tin tưởng đồng hành cùng với lại cô Phú để mà giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ như trường hợp của chú Tuấn, nếu mà không có cái sự hỗ trợ kịp lúc từ quý mạnh thường quân đó thì cũng không biết là bây giờ đó thì sẽ như thế nào. Nhiều khi là cái tâm lý của hai người con của chú Tuấn á, mọi người về cái vấn đề tiền nong á, nên là rất là cảm ơn tới tất cả quý mạnh thường quân. Và còn ít phút còn lại đó thì mình xin phép là mình tâm sự cùng với lại chú Thường, một cái bệnh nhân cũng bệnh tương tự giống của chú Tuấn hồi nãy trong bệnh viện. Chú Thường hiện tại là đang ở thuê trọ ở gần bệnh viện ung bướu để mà đang điều trị cái căn bệnh của chú và những cái khó khăn của chú. Và hôm nay thì gặp lại chú một số đôi điều muốn hỏi thăm sức khỏe và cũng như là có một món quà nhỏ nhỏ từ Mạnh Thường Quân gửi đến chú. Hôm bữa con có gặp đến chú đó. Dạ. Dạ chú Thường ơi, cho con hỏi lại với chú á, về là cái tình hình sức khỏe của chú gần đây như thế nào rồi? Phải số rồi, cũng còn chưa nổi, nhưng mà mới được 13 tiếng rồi bắt đầu nó mới căng lên rồi. Nó dồn lên dồn cục nghe rồi. Dạ. Mà ai cũng nói là từ 15 tiếng rồi lên là sợ chịu không nổi, gục ngã. Mà giờ chú vẫn còn chịu nổi. Từ khi mà con gặp chú tới nay là chắc cũng hơn một tuần rồi ha chú, là chú có về nhà không? Có, thăm nhà thăm bữa. Dạ. Thuốc à. Dạ. Cái vết thương của chú á, là bây giờ nó có kiểu là nó có bị ngoài da, có nghĩa là bị chảy mủ chảy máu được không chú? Không, mà giờ để chưa xả trị á, giờ nóng tới lửa chịu không nổi luôn. Dạ. Chú dở nhẹ cái khẩu trang ra cho con coi coi nó có khác gì hôm bữa không. Dạ. Chú này là bị ca lưỡi giống của chú Tuấn ở trong bệnh viện hồi sáng á mọi người. Sàn lưỡi. Dạ. Dạ. Rồi chú kéo khẩu trang lên đi chú. Dạ. Hình như là hôm nay con thấy là nó gom lại chú. Dạ nó gom. Là gọi là đỡ hơn hôm bữa đó. 13 xưa rồi. Hôm bữa con thấy chú là kiểu là thù lù luôn mà hôm bữa. Dạ. 30 cây rồi mà 13 cây rồi. Chú lên lại bệnh viện là khi nào? Thế là chú lên hồi sáng này hả chú? Dạ. Thì bác sĩ làm việc từ thứ hai có thứ sáu. Còn mấy ngày bác sĩ đâu có làm. Dạ. Ngày mai là chú bắt đầu làm việc. Làm hồi sáng rồi. Xin lỗi, ngày mai bắt đầu là... Là hồi sáng này đã lên là làm liền luôn đó hả chú? Chú ra bệnh viện nó chưa rồi. Con tưởng là lên là phải nghỉ ngơi một ngày. Có thứ hai rồi, sáng thứ hai làm. Dạ. Từng trưa, năm trưa. Thì chú về chú nghỉ ngơi nha, chứ không phải chú về đó lên mà chú làm, chú kiếm tiền rồi nữa nha. Ý là chú về cũng chú nghỉ ngơi đi. Chứ sức khỏe của chú không có được tốt đó. Thì chú về chú bơ xào rồi, chú bơ. Trời ơi. Hình như là công việc của chú là hôm bữa chú nói con là chú đi bắt cá hay vậy hả? Bắt cá ở dòng sông Bé. Bắt cá ở sông Bé đó, ở Bình Dương đó, Bình Dương, Đồng Nai rồi đó. Bình Phước á. À. Bình Phước á. Trên nguồn á. Mà sông Bé cũng chảy về Bình Dương mình mà. Hôm bữa chú nói với con là chú có người con trai đó, là người con trai đó có phụ gì cho chú không? Không có cái gặp ra đó mà nó xài tiền mà nó không thích làm thôi. Nó bao nhiêu tuổi rồi chú? 25 rồi.
Hồi nãy chú nói là thích xài tiền thôi chứ không thích làm. Ừ. Trời ơi. À, chị là chắc chắn là không có phụ chú rồi. Thì chú có lo người có sao nhóm mà. Dạ. Mà bây giờ chú bệnh rồi chú lo gì đó để nó lớn rồi nó phải tự lập chứ chú. Thì dễ trời xanh nó tính thì là mới sao vậy. Dạ, giật đánh rủ đi vậy, cũng làm cha làm mẹ, khổ cũng khổ. Kể nhiều khi có thằng con trai rồi cái thương cưng chiều quá rồi bây giờ cái ỷ lại. Ừ, chị làm gì sai không rồi, giờ thấy. Rồi à, cô ở nhà là cô làm công việc gì? Vợ của chú đó. Do làm được 250. Là cũng có làm suốt trong tháng luôn hả chú? Không, có bữa lúc cũng thất nghiệp đó rồi. Dạ. Yeah. Bởi vì giả nhà có cái gì có tiền để sinh. Rồi nó là nó làm, ý là con trai chú là thích thì đi làm, không thích thì thôi. Ừ. Còn mấy là cô chú phải cho tiền đó. Ừ. Rồi giờ đâu còn cho nó đâu. Không cho thì cũng gì là ăn cơm. Cơm rồi có mát, có ăn gói vậy đó. Rồi như hôm nay nè, chú cho con một ly dừa cho chú này đi chứ. Khỏi đá đúng không? Chú khỏi đá mà. Là con xin hỏi tiếp nè, là hôm nay đó là Mạnh Thường Quân có gửi cho chú cái khoản tiền hình như là 4 triệu mấy, 5 triệu mấy gì con quên rồi, chưa chính xác. Nhưng mà cái khoản tiền này là chú phải giữ để mà lo cho chú trị bệnh với lại tiền nhà trọ đồ nha. Chứ chú không có đưa con trai chú nha. Nó có xem ở trên kênh không? Hôm bữa con quay phim con đăng lên trên TV á, nó có coi được không? Không biết nữa. À, chú không coi không ha? Chú... Chú phê với mẹ nó. Sao đi giật này với được một chiếc đũa vàng. Vậy là những cái lần mà chú đi xuống đây đó là vợ của chú á, là cô á, cô gửi tiền cho chú. Thì làm được 700, 700. Chú ơi, còn gửi gì vậy? Không, ý con nói là cô đưa tiền cho chú đúng không? Dạ. Yeah. Chứ con trai thì không có... Được bao nhiêu mà nó nói nó xài hết. Dạ. Trời ơi, chú hơi khóc. Tánh chú hơi khóc hả? Hay xúc động? Xúc động, không sợ gì. Nãy giờ chú chưa ai cho chú cái gì á. Dạ. Rồi giờ chú gục ngã, cái người quan trọng chú xúc động, chú khóc. Cái món quà mà từ trước tới giờ á, là cái người chưa mà gọi... Rồi giờ chú gục ngã, tới cuộc đời là sao còn quan trọng chú, chú cảm động. Dạ. Yếu mắt chú gặp cũng được. Trời. Chú cũng gì lắm á. Mà tự nhiên chú cảm động. Với lại đối với... Đối... Dạ. Nhưng mà cha con mình nó như một xúc động chứ không nổi. Dạ. Thôi bây giờ con nói chú nè, đây là cái tấm lòng của... Chú người vẫn không thật chết đâu, mà tự nhiên cái tấm lòng của người cha cho người nghĩ với mình. Tự nhiên chú cảm động chứ không à. Dạ. Chú đâu có... Chú kỳ lắm á, chú có hiền không, nhưng mà tự nhiên chú cảm động chứ không. Dạ. Đây là cái món quà Mạnh Thường Quân tặng cho chú. Chú gục ngã còn... Để chú có tiền để mà chú vô thuốc nè ha, với lại ăn uống rồi nha. Để con xin phép con đọc nha chú. Ở đây là con thay mặt cho chị Uyên Khúc ở Mỹ tặng cho chú là 1 triệu. Thứ hai là một cô ở Nam Cali Mỹ là 2.340.000. Thứ ba là chị Thanh ở Bến Gỗ Đồng Nai là 2 triệu. Thì tổng cộng tặng cho chú là 5.340.000. Con làm tròn luôn là 5.350.000 nha chú. Dạ, chú không biết gì giờ chú cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ, giúp cô quá khốn khổ, chú cảm ơn. Dạ, đây con gửi cho chú nè, 5.350.000 nha. Cảm ơn. Dạ, con tặng chú đó. Chị chuyện xúc động khắp rồi, chứ là cái gì đó. Cái gì nào giờ ai cho mình lúc mình gục ngã, mình cho con nghĩ với mình, tự nhiên mình cảm động quá. Dạ. Thôi bây giờ chú về nghỉ ngơi đi nha. Rồi con sẽ gặp lại chú sau nha. Ừ. Chứ không phải là để người ta giúp đỡ mình rồi mà mình khóc lại như mình cảm động cái tấm lòng của người ta đó. Mình giục ngã ra nghĩ mình tự nhiên mình xúc động thôi.
Thôi chú về nghỉ ngơi đi. Chú về nghỉ ngơi đi rồi có gì gặp lại chú sau ha. Có gì con nhờ chị Bình gọi chú. Dạ. Cảm ơn hết. Dạ. Chỉ là nhờ ổng chỉ mà giỏi lắm. Con đâu có biết chú đâu rồi. Chị Bình chỉ nói là thấy chú lẻ loi một mình rồi bệnh tình đi lên trên bệnh viện để mà khám bệnh rồi chữa bệnh rồi nè. Không có tiền nong gì hết. Hồi nãy kể chị Bình có đứa con trai mà không lo làm ăn gì hết trơn, tối ngày còn xin tiền lại cô chú nữa. Ừ. Rồi, nói là mấy ngày nay có tiền rồi đâu có lại nhà chị xin cháo với mì gói. Rồi đó. Lại nhà chị xin cháo với mì gói á. Không biết sao không? Nói là chỗ dành cho thứ học mấy đứa trẻ rồi mình ngại. À. Có gì đâu ngại, tụi con chia sẻ với nhau. Cần cứ đến con nghe. Gửi cho trẻ em rồi cái mì gói, gửi mình không có thằng của mình. Cần cứ đến con. Thôi vậy ở đây, à, quên nữa, con kêu ly nước rồi, chú ngồi chú uống nước rồi về nha. Dạ. À mình... Ly dừa hả chị? Ly dừa chú uống được. Ủa chú uống nước không hả? Không à. À, một lần nữa thì cô Phú xin phép được cảm ơn mọi người và mình xin phép được kết thúc cái video ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người.